Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Nen. Con gái thời nay thì dường như các nàng đều đã biết tô son rồi và ai cũng có thể chọn cho mình một màu son thật đẹp và thật trendy. Thành ra như vậy thì nhìn ai cũng giống như nhau cả. Mắt to tròn khác biệt, mi cong dày tự nhiên sẽ là một lợi thế cực lớn, cực quan trọng trên gương mặt của mỗi cô gái chúng ta. Có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao mình đã xem qua rất là nhiều video luôn nhưng mà kẻ mắt thì không có được sắc nè, hoặc là chuốt mascara mãi mà nó không cong? Đó cũng chính là lý do mà Nghi quay video này để hướng dẫn cho mọi người các tip mà để kẻ mắt nè cũng như là chuốt mascara được dễ dàng hơn. Trước khi bắt đầu video này thì mọi người cũng đừng quên like video và subscribe channel cho Nghi nha. Bây giờ thì mình cùng nhau đi tiếp thôi nào. Thì ở video này Nghi sẽ sử dụng cây bút eyeliner mới được ra mắt của nhà Lemonade. Thú thật thì lúc mới nhìn sơ qua trên trang web của hãng á thì Ni cảm thấy là cũng không có gì đặc biệt để chú ý hết. Nhưng khi Ni biết là ở bên trong bạn này có một cái ống mực trải dài giữa thân bút luôn và so với những cái loại eyeliner khác á chỉ có 0.5 hoặc là 0.6ml mực thôi thì bạn này chứa hẳn 1ml mực luôn, rất là nhiều hơn các cái loại eyeliner khác nè. Với cái việc thiết kế ống mực dài như vậy sẽ hạn chế được cái việc bị nghẹt mực nè, cũng như là mình có thể sử dụng được tới cái giọt mực cuối cùng luôn. Thấy hãng quảng cáo quá là hấp dẫn luôn, chưa kể là còn nằm trong bộ sưu tập mới nữa cho nên đi rất là muốn thử dùng xem sao. Bây giờ thì mọi người cùng đi tiếp để xem là bạn này có đáng với giá 199 hay không ha. Cái thứ nhất, có bao giờ là bạn cảm thấy rất là bực bội khi mà eyeliner mới kẻ rất là đẹp nhưng mà sau vài tiếng thì lại đem nhem xuống mí dưới như là gấu trúc không? Và việc này thì rất là hay xảy ra với những bạn mà có cái mí mắt dầu á. Ở đây thì đi có một cái tip để mà khắc phục được cái chuyện này. Đầu tiên thì mọi người cứ kẻ eyeliner như bình thường nè. Sau đó, Ni sẽ phủ một lớp phấn bột kìm dầu mỏng lên đường eyeliner đã kẻ. Tiếp đến mình dặm lại thêm một lần nữa là xong. Cách này thì có thể áp dụng với tất cả các loại eyeliner. Và đối với eyeliner của Lemonade, Ni thấy là cái độ bám màu rất là ổn. Lúc mà test cái eyeliner này, Ni để có chừng 6-7 tiếng thì không thấy hiện tượng lem xuống mí dưới cũng như là không có bị trôi. Nếu như việc kẻ một đường eyeliner dứt khoát quá khó với bạn thì bạn có thể chấm từng điểm và nối chúng lại với nhau. Đầu tiên đi chấm ở đuôi mắt trước, sau đó chấm điểm kết thúc của liner nè. Tiếp đến thì mình sẽ chấm một điểm ở mí mắt để tạo thành một cái hình tam giác ha. Sau đó thì mình sẽ nối cái hình tam giác đó lại. Sau khi kẻ đuôi xong hết rồi thì đi sẽ chấm các chấm còn lại ở trên mí mắt rồi nối lại với nhau là xong. Dùng băng keo để định hình đuôi mắt thì dường như mọi người đã thấy rất là nhiều người chia sẻ rồi, nhưng mà rất ít ai chia sẻ là sẽ dán băng keo theo góc như thế nào để cái đường liner của mình lên được đẹp nhất. Đầu tiên thì sẽ cắt một miếng băng keo dài khoảng 5cm, sau đó dùng tay để làm giảm độ dính của băng keo. Dán miếng băng keo ở mí mắt dưới và đi ngang qua đuôi mắt ha. Độ nghiêng thì sẽ tùy thuộc vào độ xếp và bạn muốn kẻ cho cái đường liner của mình. Chú ý là sẽ không dán băng keo quá cao hoặc là không quá ngay đuôi mắt nha. Bước tiếp theo thì mình cứ mạnh dạn và kẻ thôi. Lúc này thì mọi người không cần quan tâm là đường kẻ có thẳng thớm hay không. Sau khi kẻ xong thì mình chỉ cần lột cái miếng băng keo đó ra là đã có một đường liner thẳng tắp rồi nè. Ví dụ như đang kẻ mắt ngon lành mà tự nhiên bị chệch ra một đường thì bây giờ phải làm sao đây ta? Đầu tiên thì mọi người khoan dùng tay hoặc là bông tẩy trang để mà lau hết đi nha. Mà mọi người hãy chuẩn bị một cái tăm bông, nếu có tăm bông baby thì sẽ càng tốt. Quẹt một chút Vaseline hoặc là son dưỡng môi để lau đi đường liner là sẽ bay sạch sẽ, không còn dấu vết gì. Khi mà mình quẹt thẳng lên cái đường đuôi như vậy thì cách này cũng sẽ fix được cái lỗi mà mình kẻ eyeliner bị không thẳng hàng hoặc là eyeliner bị móc câu nè. Thêm một điểm cộng cho đầu bút của Lemonade là mực ra rất là đều, không có bị chỗ đậm chỗ nhạt nè, mà quan trọng là nó không có bị tắt mực giữa đường. Đi thấy cây bút này rất là phù hợp với những bạn mà chưa có quen kẻ thì mình có thể là kẻ từng đường nhỏ và sau đó mình build up lên sau ha. Một cái mà thường mọi người hay không nghĩ tới đó chính là tư thế kẻ mắt. Thì tư thế kẻ mắt cũng sẽ giúp ích rất là nhiều trong việc mình có kẻ được một đường liner sắc bén hay không. Một lưu ý to bự là mọi người đừng kéo da lên khi kẻ nè, cũng như là đừng nhắm tịt mắt lại. Những hành động này thì sẽ làm cho đường liner lệch lạc và khó kẻ hơn gấp 100 lần luôn. Khi đặt gương thì mình cũng đừng nên đặt gương quá cao hoặc là ngang mặt vì điều đó sẽ khó làm cho mình thấy được cái mí mắt. Điều cần làm là hãy đặt gương thẳng, nằm phía dưới mặt, ngước mặt lên chút xíu và nhìn xuống sẽ giúp gương mí hiện ra, giúp bạn dễ kẻ hơn. Đã xong bước kẻ mắt rồi thì thứ quyết định đôi mắt của bạn có long lanh lóng lánh hay không thì mình sẽ cùng đến với phần 2, đó chính là mascara. Mascara mà Ni sẽ sử dụng hôm nay cũng chính là sản phẩm mới ra mắt của nhà Lemonade. Thiết kế của cây mascara cũng theo tông màu chủ đạo vàng hồng và khá là giống với cái cây son Super Natural mà Ni đã từng review trước đó đó. Bạn này thì đang được hãng bán với giá là 189k. Nhìn chung thì đây là một mức giá hợp lý trong thị trường các loại mascara bình dân. Một điều mà Ni nghĩ là ít bạn để ý chính là muốn mascara được bền và lâu khô hơn thì cái việc đóng mở khi mà sử dụng cũng rất là quan trọng. Khi lấy ra cũng như đóng lại thì mọi người chỉ nên xoay nhẹ nhàng và lấy từ từ cái mascara ra thôi, chứ đừng thụt ra thụt vô như thế này thì sẽ đẩy không khí vào bên trong tuýp làm cho thuốc mau khô hơn. Ni thích các loại mascara mà có thiết kế đầu chỏi cong như vậy nè, thì nó sẽ giúp cho lông mi của mình khi chải được cong hơn và nó cũng sẽ giữ độ cong được tốt hơn nữa. Một điều mà mọi người rất là hay sợ khi chuốt mascara đó chính là sợ thuốc sẽ bị lem trên mí mắt và làm hư màu mắt.
Để khắc phục điều này thì việc chạm một tấm giấy trên mí mắt khi chải mascara sẽ giúp mi vừa độ cong tốt hơn mà vừa không bị lem lên mí. Và cách này áp dụng cho mí dưới là vô tư luôn. Cũng giống như eyeliner, mascara bị lem xuống mí dưới là nỗi ám ảnh của các bạn có mí mắt dầu. Muốn mi giữ được độ cong và không lem sau vài tiếng thì sau khi chuốt mi xong, mọi người hãy dùng một cây cọ chải lăn qua phấn bột kiềm dầu, sau đó mình sẽ chải lên mi. Sau khi mi đã được phủ đều phấn rồi thì mình sẽ chải thêm một lớp mascara nữa để set lại lớp áo cho mi. Hoặc khi là mọi người đã chải cái lớp thứ nhất rồi nhưng mà nó không đủ dày và đủ dài như mọi người mong muốn á, thì mọi người hãy đợi thêm 5-10 phút cho cái lớp thứ nhất nó khô hẳn, sau đó thì mình sẽ bấm mi một lần nữa và chải thêm một lớp mascara. Cái lớp thứ hai này sẽ giúp cho mi của mình được dày và nó sẽ giữ độ cong được tốt hơn. Nhưng mà cách này chỉ áp dụng khi mà cái lớp 1 đã khô hoàn toàn nha. Về độ lem của sản phẩm thì Ni thấy là y chang trong quảng cáo đó. Cái gì mình có thể nghi ngờ, nhưng mà về cái vấn đề waterproof thì Ni hoàn toàn tin tưởng luôn. Bởi vì Ni để có chừng 5-6 tiếng cùng lúc với cái eyeliner luôn á, nhưng mà nó vẫn không có bị lem xuống mí dưới và nó cũng không mất đi cái độ cong nha. Hồi trước khi chải mi, Ni rất là hay chải theo cái đường zigzag để tránh bị vón cục. Nhưng mà sau khi Ni phát hiện ra cái cách chải bronzing này á, thì Ni thấy nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Khi chuốt thì mọi người nên đặt mặt lõm của chổi vào mi để chuốt nè, và cuộn chổi theo hình tròn sẽ giúp cho mi giữ được độ cong và tơi hơn. Và mình cứ cuộn từng hình tròn nhẹ nhẹ đi lên là ok. Chuốt tới đây thì mọi người cũng đã thấy hiệu quả rồi, nên Ni sẽ không khen thêm là bạn này vừa làm dày mi đâu nha. Hạn sử dụng của mascara bình thường sẽ là 6 tháng, nhưng mà cỡ chừng 2-3 tháng thôi theo cái thời gian mình sử dụng á, thì mascara nó sẽ có cái xu hướng khô lại và nó sẽ bị vón cục. Để khắc phục được điều đó thì sau khi chuốt xong á, mọi người hãy dùng tay chấm chấm lên mi khi mà thuốc còn ướt nè. Tay của mình sẽ giúp lấy đi những cái thuốc thừa cũng như là vón cục ở trên mi. Nếu như những loại mascara mà nó có vón cục á, thì nó sẽ dính thuốc ở trên tay của mọi người. Nhưng mà cái mascara này Ni xài thứ nhất là mới nè, thứ hai là nó cũng không có bị hiện tượng vón cục, cho nên là mọi người sẽ không thấy gì trên ngón tay của Ni hết. Tổng kết lại thì Ni đánh giá cao cho hai sản phẩm mới ra lần này của nhà Laminate. Cả hai món eyeliner và mascara Ni đều thấy ổn. Nhưng so với eyeliner thì Ni thấy chất lượng của mascara nhỉnh hơn một xíu, bởi vì mi của Ni rất là ngắn á, và nó còn thẳng nữa. Khi mà chải em này thì cảm giác là nó dày, làm cong rất là tốt. Những cái tip trên thì Ni rút ra được trong suốt quá trình mà Ni đã học makeup, thì hy vọng là những cái tip đó sẽ giúp ích cho mọi người trong cái việc kẹp mắt và chuốt mascara được dễ dàng hơn. Tới đây thì video của Ni cũng đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến cuối video nha. Bây giờ thì cùng chào tạm biệt và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video lần sau. Bye bye!